không Đen tin ơi. Vào mắt khi thấy chị Xíu đem con cá lóc từ kìa. Trong tủ lạnh đem ra ngoài chưa được gã đông, nhưng chị Xíu đã dội vàng bắt lên chảo để mà làm món cá lóc kho béo cho bé Quyền và bé Như ăn. Mình phiên hết lời, mình nói chị Xíu ơi, để cho nó gã đông một chút đi rồi hả làm. Chị Xíu nói chị hết thời gian rồi, chị phải đi liền nên làm cho nhanh cơ gấp. Thì để hiểu được câu chuyện chiều nay mình muốn chia sẻ cho cả nhà về cá lóc kho béo lấy từ cẩu lạnh ra như thế nào, mình mời cả nhà hãy cùng theo dõi video sẽ gọi nhé. Cũng được 3 ngày ha. Là cá nữa hết. Hèn ơi, hèn ơi, cái này đâu vậy? Tôi bà Như kìa. Ôi giời ơi, đeo kiến rồi kìa. Mẹ kiến lụm đâu ra vậy? Hả? Mẹ mua hả? Quá dữ luôn. Ừ, rồi chơi đi, con chơi đi nha. Đồ chơi nhiều quá. Ừ. Rồi vô. Vô. Xíu này chỗ Tài nấu gì nữa đây? Chị cá, chị mà kho. Là cái đồ này bữa hổm mua đó phải không? À. Đúng rồi, bữa nay là ngày đang bước qua ngày thứ 3. À. Cũng được 3 ngày ha. À. Là cá nữa hết đó hả? À. Dẫu ta 10 điểm. Sửa áo lại, sửa áo lại. Ừ, ừ. À, bà chị nó cần đi chợ mấy ngày mới ăn bữa gì đó. Ừ, ừ, ừ. Không phải ngày nào mình cũng đi đó. Ừ. Chàng rét ơi, tới nữa rồi đó. Cá thì chị làm gì rửa sạch hết trơn. Điện thoại gheo. Người yêu gọi. Alo. 10 giờ đó. À. Để con cá cái lên nước liền. Rồi. Biết luôn thấy không? Rồi thôi anh phải yêu. Làm nha. Phải làm để trễ. Anh yêu gọi. Nắng, nắng hết chỗ. Chạm bút cho mẹ con nước đây, cho ngoại mở bút mẹ con nước đây. Vậy đó đó. Gì kìa, mở gì lên kìa. À, người yêu mới vừa gọi. Công nhận ha, ông chu đáo, ông nhắc chừng chừng luôn ta. À, chị quên nước con á. Ờ. Miếng nữa đi con, miếng nữa đi. Ừ, miếng nữa đi cho mẹ mẹ. Cá không ha. Ừ. Cá lóc nấu gì? Lóc kho. Rồi mốp. Mốp nấu canh. Nấu canh với gì? Nấu canh không à. Không có thịt gì bầm vô hết sao? Không. Ừ, để mẹ làm nước nè. Ừ, ừ, ừ. Để ngâm chút nữa. Ừ. Ừ. Dạ. Ngon quá nè em ơi. Ừ. Đầu bếp thời buổi 4.0. À, Như cũng vô làm bếp với mẹ kìa. Nắng quá Như ơi. Dư đi học nha. Ừ. Lịch giờ nó quay kìa. Dư. 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 Làm gì đi theo tò tò mẹ hoài vậy? Cho mẹ đi có chồng đi nghe Như. Sao vậy? Hay là chịu ông Tư làm ba thôi? Không. Cũng không chịu luôn hả? Không. Nói mẹ nó giá vậy luôn rồi đó. Ơi, không chịu gì hết trơn vậy? Không. Chịu đi Như ơi. Không. Làm gì nữa? Ôi ôi, nó còn đá chưa gã. Chưa. Trời ơi, là trời con cá mà làm gì mà bẻ ngang rồi. Ừ. Trời ơi. Còn đá không mà chưa gã đông được đâu. Bấy vậy luôn. Còn miếng cho mấy đứa này ăn à, còn gì để mơ chứ đâu không hết. Nằm khứa. Dạ. Sao khứa.
ra đây mẹ bắt cái chảo lên nè. Bắt cái chảo gì nó chưa gã đông sao kho được hả? Ăn bệnh á còn đá không à, cãi nó đi đâu có gì đâu mà ơi chàng có lửa mà chàng ơi chàng vậy thôi đi rước đi thôi đi để rước chạy. Trời ơi, nó còn đá không mà làm gì chứ ơi. Có cái gì nó ra nước ăn bệnh á. Đừng có làm gì. Trời ơi. Gấp thôi thôi đi đi. Chạy đi khô mau lắm. Trời ơi chàng. Nó chưa có gã đông ra nữa mà chị để vậy ăn bệnh mấy đứa nhỏ sức khỏe không tốt. Tại nó đi chị làm chị biết dùng hồi nó có lửa nó cũng chín trơn. Ai không nói chính nhưng mà ý em nói chữa gã đông ra ăn vậy nó không tốt cho sức khỏe. Chị gấp rồi. Ôi trời gấp tôi ngồi đây chứ đâu có đi đâu. Chị không. Ừ. Chị gấp này nghe. Màu. Ừ. Thư dự nữa rồi. Cá lóc khô quéo. Rồi vậy chị bắt hôm nay chị làm. Gì vậy? Ừ. Ôi chàng, sớm giờ tao muốn làm cho nãy gã đông đi ăn vậy ảnh hưởng sức khỏe. Chị quên rồi chứ, chị lo giặt đồ. Sáng giặt nóng rồi. Thằng ơi. Quá chơi còn hơn chuyến tàu hoàng hôn nữa coi kìa. Vậy đó chứ cần thấy nó có lửa rồi nó chín chang. Cái chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng mà ý đồ mình bỏ trong ông lạnh á mình phải để cho nó gã xả ra. Tiếc vàng không quen cá nước quen ơi như biết à. Đưa đây mẹ đi góp cho mẹ nước nha ơi à. Khủng hoảng mẹ lấy gì chán hồi nó cũng lấy cha bấm hồi cái bấm mình bay ba hơn của mẹ đó nha. Chị nào làm mấy đứa này nó bấm này, chị nấu canh à, canh lên. Nấu canh viên cá lóc đó nè hả? Không, chị nấu không à. Rồi là để ăn thêm ngày mai nữa là được 4 buổi nha. Ngày mai còn ăn tới ngày mốt là ăn. Mốt có gì đâu ăn. Còn thịt đâu? Chị ăn 2 ngày này chị ăn tương rồi. Ờ. Cái này chị làm cho con chị nó ăn. Vì lỡ nay là lên núi rồi hả? Ừ. Mau với cha. Ừ đúng rồi, sáng rồi ăn nhà nghe có người ăn tương nữa. Mau lắm. Mới đây mười mấy rồi, 15 hả? 29. 29, 30 hả? Ừ. Đừng thấy chứ nó có nước vô, nó chín cha. Chín là phải chín rồi, nhưng mà ý nó còn cứng quá, mình nấu mình kho ăn nó không tốt cho sức khỏe. Mình muốn nấu gì mình phải xả cái tiếng nó mới ấy hết à. Ừ. Thú hồn. Thú hồn muốn cá gọt, muốn cá lóc khô quéo chị Xuyến. Chị Xuyến lại giờ làm đồ ăn là có tiếng trên không gian mạng luôn nha. Thấy giỡn đâu. Giờ đó giờ ở nhà cơm nước cho con cái gì đó giờ. Ừ. Đi làm nặng là chị bị thằng con tọ chị đâu có làm được. Ừ. Rồi lâu quá thì nó tê. Ừ. Mà đứng lâu quá thì đứng không được. Ừ. Chị thường con tội mười mấy năm rồi. Ừ. Ngày chăm cứu 100 ngàn nó tiền đâu chăm cứu. Chứ chăm cứu cũng im. Chăm cứu cũng thuốc có trơn. Mà ngày 100 đó. Long xiên chăm không tốt cắt luôn. Dạ. Mua bộ kim thôi. Ở đâu ạ? Chỗ nào? Trên cầu quay á. Tại chị còn mắc đưa ước con đi học nữa chứ. Sáng phải lên sớm. Giờ đi đi bữa nào dắt lên cho mua bộ kem dắt cho đi đâu mà, con, thì đưa lên xong đưa đi học xong về là lên chảnh luôn rồi bắt đầu cái chăm xong khoảng 9 giờ 10 giờ về dưới đây 9 giờ về được rồi chăm không có tốn tiền không có tốn tiền ở dưới đây chi ngoài chỗ đó trăm ngàn đó Phật ơi chảnh là chăm không có tốn tiền mà chăm cả những người bị tai biến mà ta chăm mà còn hết nữa nó chi chỉ vô mua bộ kem của mình thôi. Phòng đông y mà y học cổ truyền mà à. Bên chùa hả? Ừ. Em cũng đã từng giới thiệu người ở dưới đây số người lên chảnh rồi đó à. Ở chảnh thì chăm cứu có tiếng luôn á mấy người mà bệnh mê
phổi với khớp rồi đó là nên chăm cứu. Tại vì tê rồi nó lưu thông máu á, nó mau hết bệnh lắm. Giờ lên không? Chưa. Trời, đây, tới đây, nữa thấy không? Đi chỉ bệnh mình mà còn hẹn hò nữa thấy không? Trời ơi, có con làm như là tay chân mình không, không có cái trời. Biết rồi, mình sắp xếp là mình muốn đi là cái gì mình sắp xếp cũng được hết. Thì giờ sáng đưa bé Quyền đi xong rồi chạy lên trển chăm cứu rồi. Mình chỉ mình lo cho sức khỏe mình im cái đi rồi từ từ. Ngon quá ngon ha. Nhiều đó là tô canh chay ha. Ha Như. Công nhận ha, mau thiệt ha. Cá kho quéo chị Xuyến làm. À, bữa nay Xuyến lên núi nữa nghe cả nhà. Ừ, quá ngon luôn. Sắc đi. Sắc vô. Ừ, mua dữ à. Tủ lạnh của Hữu dưới thì không thiếu đồ ăn. Mà tủ lạnh của Xuyến với ba cái đồ ông bán cù hổm trước còn á, để cho mày một đống vậy đó, rồi ông để mấy chai nước vô. Lại cho chị bớt, chị ăn uống bớt của nó nữa đó. Bữa hổm mua. Nước cho khô rồi. Bữa hổm thấy nó khô ngon lắm thì sao không mua, không lấy lên. Chị ăn rồi mấy bữa này nè, chị mấy cái tháng này chị bệnh này chị đâu có dám ăn. Bữa hôm gửi rồi đem khô lên cho mẹ vợ, nói mẹ vợ nó khô xương không. Có tại chị bệnh mấy ngày nay chị nó ăn chứ khô ăn cơm ngon. Khổ gửi có lòng mà mẹ vợ không chịu nhận. Không. Gì nữa chàng? Ai nói gì không không rồi gì? Vũ gì? Vũ gì? Vũ gì? Ơi. Ơi. Chín nó chàng nha. Vũ gì? Vũ gì? Vũ gì? Như về Long Xuyên ở nha. Không. Cho Như đi học luôn chịu không? Không. Để cho mẹ đây ở với ông Tư đi nha. Không. Cái gì cũng không chân như chàng. Không, ta đang ở với mẹ ta tự nhiên sao mà... Như. Nghe. Không. Cái này nấu canh ngon lắm mẹ, con liền. Ừ. Nấu canh không có tàu hủ gì hết trơn hả? Có đường tương trao tàu hủ dưa leo ai không ăn không phải là nghèo. Trong cõi đời cười gã nước mắt phải giọng dừa con không nghe hay giải nó không con mà con về chưa xóm trên lối về. Như bàn chân nó cũng đẹp lắm á. Ừ. Rồi sao? Bàn chân giống ai thấy cũng đẹp ta, đầy đặn đó ta. Giống giống ba phải không? Giống ai? Giống ai? Ừ. Rồi giờ xong rồi này ngồi nói chuyện. Gì xong đâu mà xong, chưa cá thấy còn trắng nhách kìa xong gì? Mặt ơi. Nấu gì nấu chuyện này là thầy chơi bác sĩ chạy đó nghe. Ơi còn trắng nhách kìa bà chị ơi. Xôi bóng đời bằng vương vỡ nát nghe xót xa bùi lên trong mặt đau buồn xưa ta đã đi qua giờ được xuống đây ghét á trời bà ơi ba đứa là trời ra này đâu Xuyến mà hỏi lần này không biết lần thứ mấy mư rồi Thanh Liêm rồi được mấy đứa con rồi rồi chị để hàng nha mẹ rồi này mà con miếng tấp mỡ nó bỏ vô là thiên hạ vô địch thử luôn. Tấp mỡ là ăn gì chị ăn gì thôi chị để cho ăn rồi chị ít có mỡ đó. Có tấp mỡ cho nó nhìn nó nồi cá kho nó bắt mắt. Nhỏ nhỏ Như. Như. Rồi. Rồi giờ đi rước Quyền đúng không? Ừ được 10 phút chưa? Rồi đi đây. Chưa đấy đúng 10 phút.